Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú chị nha. Hiện tại Thiên Định đang có mặt tại Vinhome Ocean Park và khu vực phía ngoài khu vực chung cư. Hôm nay Thiên Định muốn giới thiệu cho toàn thể cô chú chị chúng ta về cái không gian cũng như là những cái cảnh quan mà phía khu chung cư mà chủ đầu tư đã hoàn thiện và hiện tại đã đang bàn giao tất cả các khu như là khu S1, 12, S1, 15, S1, 18, S201, S202. Đấy, những cái tòa chung cư này chủ đầu tư đang bàn giao và hiện tại là đã đi vào hoạt động rồi. Và hiện tại những cái khu chung cư này thì Thiên Định cũng được biết là có rất nhiều cư dân đã vào đây và đang 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 sinh hoạt và ở trong này rồi. Đây, cô chú nhìn nhìn thấy không? Ở ngay ở lối S201 thì đã có một quán cà phê đây hoạt động rồi. Quán cà phê Welcome to Morning Coffee. Đấy, bên đây là những cái tòa khu tòa S216, S27, S215. Mặt đường 52m là phía đằng kia. Đây, chủ đầu tư làm tiểu cảnh và sân vườn rất là đẹp. Đây là nhà để xe 5 tầng nha cô chú anh chị nha. Đây, đây là nhà để xe 5 tầng đối diện S202 đây cô chú anh chị. Và đây là khuôn viên trồng cây cũng như là trồng cỏ. Sau này chủ đầu tư sẽ trồng cỏ đây rất là đẹp. Còn đây là nhà để xe 5 tầng đối diện sảnh của S202 luôn cô chú anh chị nhé. Cho nên là cư dân ở tòa S202 sẽ rất là tiện khi mà có nhà để xe 5 tầng bên này luôn. Chủ đầu tư đã làm xong phần khung và hiện tại đang hoàn thiện nội thất cơ bản của nhà để xe. Đây, đây cho bên trái, đây là tòa S203. Đây là khu vực bể bơi này cô chú chị này, chủ đầu tư cũng đang hoàn thiện này. Cạnh nhà để xe 5 tầng chính là khu bể bơi. Bể bơi nó đối diện ngay đó chính là S205 cô chú chị ạ. Đây chính là tòa S205. Hiện tại thì Thiên Định chỉ chuyên về dòng thấp tầng thôi nhưng mà cơ bản cũng có rất nhiều cô chú anh chị chúng ta về phần cao tầng chưa biết là cái phần tiện ích cũng như dịch vụ ở bên này nó như nào thì Thiên Định sẽ quay để cô chú anh chị chúng ta biết được là bên này bên Vinhome Ocean Park khu chung cư nó gồm những cái tiện ích rồi cảnh quan nó như nào. Đây, đây là những cái sân gọi là sân tennis rồi bóng rổ rồi sân cầu lông đây. Đây, ở đây cũng có một chuỗi cửa hàng chuyên về 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 hàng gia dụng. Ở đây thì ngay ở dưới chân những cái tòa chung cư này có một số cái shop chân đế mà chủ nhà đang gửi Thiên Định cũng đang đang muốn bán. Thì cô chú anh chị nào muốn mua shop chân đế thì có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định nha. Đây là con đường trục chính phía đằng đầu kia chính là biểu tượng của dự án, cái cột đỏ đỏ này ạ. Vâng, và cột của dự án cô chú anh chị chạy thẳng vào đây. Dọc con sông này chính là những cái tiện ích rồi cây xanh rồi khu tập gym. Đấy, bên trái này cũng là những cái tiện ích tập gym đây cô chú anh chị nhìn thấy không ạ. Chủ đầu tư làm hầu như là để phục vụ tuyệt đối cho cư dân luôn. Đây, đây chính là tòa S203 đây cô chú anh chị. Hiện tại tòa S203 này cũng có một số căn shop chân đế đang muốn bán nha của chú anh chị nhé. Hiện tại đã có một cửa hàng rèm cửa lưới đồ phong thủy đã gắn biển ở đây nhưng mà cũng chưa thấy đi vào hoạt động. Này Thiên Định đi thẳng vào đây luôn. Trong đây là cũng có shop vào hoạt động rồi đây cô chú anh chị ạ. S203 đây cô chú anh chị ạ. Trong đây là đồ chuyên chuyên về
Thiên định thiên chuyên về nội thất. Đây là chuyên về nội thất tại sảnh S203. Này. Sảnh chung cư rất là thoáng luôn. S203 vị trí cũng rất là đẹp của chị ạ. Những cái căn mà view mặt đường này mà như shop Trần Đế thì chắc chắn là sau này giá cũng rất là cao. Đây cô chú anh chị nhìn thấy không? Cô chú anh chị có muốn vào tham quan một cái căn shop Trần Đế không ạ? Để Thiên Định có thể mời cô chú vào tham quan. Đây là những cái dụng cụ tập gym. Dọc này gồm có 700 máy tập gym dành cho các cái tòa chung cư nó nằm sát ngay mạn mạn phía bên này nha cô chú anh chị nhé. Đây đây chính là lối vào chung cư gửi xe cho khu S502, S203, S202, S201. Đấy, chạy thẳng vào trong này. Đây đã có một cái quán gọi là quán tiệm tiệm ăn Monday ở ngay ngay tòa S201 đây rồi. Mặt kia chính là cái tòa tòa nhà VinFast, tòa nhà văn phòng của VinFast. Sau này trụ sở của VinFast sẽ đặt ở đây. Nó sẽ cao 45 tầng nha cô chú anh chị. Tiểu cảnh sân vườn, mọi người buổi chiều ra đây chơi rất là đông nha cô chú anh chị ạ. Đây chính là khu vực phun nước này, mọi người trẻ em rất là thích ra đây chơi phun nước. Đây là khu vui chơi trẻ em. Bây giờ Thiên Định sẽ đi ra cái gần những cái tòa chung cư như S2 17, S2 18, S2 15 để cô chú anh chị chúng ta thấy được cái vị trí cũng như những cái căn nó view ra trục đường 52 nhé. Thiên Định thì không chuyên về dòng cao tầng. Thiên Định đây là Thiên Định, video này Thiên Định chỉ muốn giới thiệu cho cô chú anh chị chúng ta toàn thể cái tổng thể dự án và cái cơ bản về cái cảnh quan của những cái tòa chung cư tại dự án Vinhome Ocean Park đây của chúng chị chúng ta có thể thấy được. Đây bên phải chính là trường đại học VinUni đây của chúng chị, rộng 23 ha luôn. Đây chính là S217 đây của chúng chị, S217, S218 này. Đây, bên trái chính là sảnh của S218. Những cái tòa chung cư ngay sát đường 52m là những cái tòa này được bàn giao sớm nhất. Đấy, đây cũng có sảnh để mọi người gọi là đây. Hiện tại những cái căn mà căn shop Trần Đế của những cái tòa chung cư hiện tại cũng đang cho thuê rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị nào quan tâm thuê cũng có thể thuê lại. Vị trí những căn này sau này cũng sẽ rất là sầm uất. Đây, đây chính là sảnh S217 đây cô chú anh chị. S217 trên tiếp theo là S215 và S212 trên kia. Đối diện là trường đại học VinUni. Thì những căn mà ở phía mặt đường 52m thì ban công có thể view ra trường đại học VinUni. Đây, ở giữa S215 và S217 cũng có một cái sân vui chơi trẻ em vườn hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị, rất là thoáng. Khuôn viên cây xanh của chú anh chị thấy không? Khuôn viên cây xanh chủ đầu tư chăm sóc rất là tốt. Đây là sảnh S215 đây cô chú anh chị. Đây. Và trên đây ở giữa ngã tư giữa phân khu thấp tầng và phân khu cao tầng, chủ đầu tư có làm một cái màn hình LED vòng tròn rất là lớn và sau đây nó cũng chính là những cái bảng thông báo cũng như là những cái thông tin mà chủ đầu tư muốn đưa tới toàn thể cư dân sẽ được thể hiện ở trên cái màn hình LED này, một cái trụ rất là to, cao, rất là rộng. Đây là S212, sảnh S212.
thì định đang thấy là ở S22 được hoạt động sôi động nhất, vì hiện tại đang có đã thấy có 3 đến 4 4 shop chân đế đã được kinh doanh nhỉ. Cũng có chăn gà gối đệm này, cà phê làng này. Đấy, ở đây cũng có một con cà phê là cà phê làng này. Đây, đây là một cái bồng bình nhỏ nhỏ và có một cái đèn led to to để cô chú anh chị sau này có thể tìm hiểu được những cái thông tin cũng như là những cái thông tin mà chủ đầu tư đưa ra cho cô chú anh chị có thể nắm bắt được nhanh hơn. Thiên định hiện tại bên phía bên phải thì cái tòa chung cư bên này đang bị rào lại cho nên mình không vào được. Thiên định chỉ giới thiệu cho chú cô chú anh chị chúng ta cảnh quan của những cái tòa chung cư gần gần đây thôi. Đấy, cây xanh, tiện ích, khu vui chơi giải trí. Thiên định đang thấy là tất cả những cái tòa chung cư thì ngay dưới chân tòa chung cư đều có một cái khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Đây chính là sảnh S21 của chú chị. Đây, ở giữa sảnh S211 và S210 cũng có cái khu vui chơi giải trí này. Khu vườn xanh này rất là đẹp này. Thiên định quay như này là Thiên định cũng quay được tổng thể toàn bộ các cái khu như khu S2 hết rồi. Thì cô chú anh chị gọi là chúng ta có thể chưa tới dự án cũng có thể mường tượng được là cái khu Vinhome Ocean Park, cái khu cao tầng nó sẽ sinh hoạt và nó sẽ là cảnh quan nó như thế nào, đúng không ạ? Đây. Đây, hiện tại trong đây cũng có phở trang rồi. Đây, S209 này của chú anh chị, phở gà Phương này cũng đã có rồi. Ui, trong S209 Thiên Định đang thấy trong đây hoạt động rất là mạnh luôn. Tất cả các shop chân đế trong đây Thiên Định đang thấy là đã được thuê và đã được đang được kinh doanh rồi này. Đấy, S209. Bên này là S210 nha cô chú anh chị nha. S209. Đấy, đã có tiệm thuốc, ngân hàng TV Bank đặt ra đây rồi. Công ty thiết kế kiến trúc đây rồi. Ở Linh Mart, đây có siêu thị đây luôn rồi cô chú anh chị nhá. Siêu thị Linh Mart cũng được đặt ngay tại S209 rồi cho nên cô chú anh chị chúng ta cà phê Toko Toko này. S209 Thiên Định đang thấy là hoạt động cũng như là cư dân về ở đông nhất. Không phải cư dân về ở đông nhất mà tiện ích được về sớm nhất và nhiều nhất. Tại vì đây, đây chính là phía sau của cái nhà đệ xe 5 tầng S209 này của chú anh chị. Đây là lối vào hầm nhà của chú anh chị nhé. Lối vào hầm của khu S211, S210 chạy thẳng. Ở đây thì hầm các cái khu được thông với nhau hết cho nên cô chú anh chị chúng ta từ tòa này chúng ta có thể đi sang tòa kia qua lối đường hầm. Đây,